nhưng tốc độ vẫn như trước không giảm chỉ sát na tại chỗ độc cô bại thiên trầm mình xuống sông hắn liền có mặt hai tay huy động quá to khởi lập tức cả độc cô bại thiên vừa vào trong nước cùng một phương lớn nước sông bị đề khởi lên không trung tọa thành một bức họa rất quỳ dị một nam tử cao lớn như nhất ngư bị vây trong ngư hang bốn phía là một khối nước cực lớn tổng lượng cũng phải ngàn gân ngư hang ngoài nhất ngư bị chèn ép ngưng tại không trung lúc đầu đầu cô bại thiên không có chút cảm giác mình đang bị ngưng liễu tại không trung nhưng bỗng nhiên hắn có cảm giác mình không cử động được bị một cổ lực lượng trói buộc khi hán phát hiện chính mình cùng với một lượng lớn nước sông bị ngưng trụ trên không trung thì sắc mặt đại biến môi không ngừng hấp động nam cung vô địch không cần tưởng cũng biết người kia đang không ngừng mắng mỏ mình không ngoài lão tiểu tử lão hồn đàn lão ô quy hắn nhất thời cảm giác tức giận vô cùng bị một người hậu xanh vãng bối như thế vũ nhục huống hồ đây là người mà hắn vô cùng thống hận Độc cô bại thiên cảm giác chính mình đang bị vây trong nước không khác gì như một con cá thậm chí còn không bằng cá ít nhất còn cử động còn mình dùng một cử động nhỏ cũng không thể động được. Hắn trong lòng âm thầm cười khổ, cuối cùng cũng rơi vào tay lão biến thái. Sau này dù có muốn chết cũng không dễ dàng, hiện tại chính mình nhất nhất có khác gì một con cá. Nam cung vô địch hai tay phất ra quang mang nhàn nhạt, nhạt, khống chế thủy đoàn trên không trung. Mặc dù hắn đã đạt đế cảnh cao thủ nhưng khống chế mấy ngàn cân tại không trung cũng phải cố hết sức. Chẳng qua cho dù cố hết sức hắn cũng cố kiên trì trong chốc lát, phải vũ nhục thật tốt tên tiểu tử hồn chứng này đầu cô bại thiên ngươi không phải rất cùng vọng sao ngươi xem ngươi bây giờ giống dạng gì khác gì một tiểu ngư đầu cô bại thiên môi lại bắt đầu hấp động nam cung vô địch quả thức bị chọc tức hắn biết tiên hồn đàn lại bắt đầu mạng người sắc mặt hắn dữ tợn ngươi tin hay không ta lập tức giết ngươi chẳng là ngươi đối với ta một đế cảnh cao thủ không một điểm tôn kính sao nói xong những lời hắn cảm thấy chính mình có chút kỳ quái đúng vậy hắn hiểu được hắn một đế cảnh cao thủ khát vọng được mọi người tôn kính nhưng từ khi hắn trở thành đế cảnh cao đến nay hắn vẫn xấu kỳ thế nhân không ai biết sự tồn tại của hắn một đế cảnh cao thủ chỉ có tên kia biết bí mật của hắn nhưng lại đối với hắn một cổ khinh thường tránh tại đây hắn sửng sờ trước công phu hắn hoảng sợ phát hiện lúc trước độc cô bại thiên công đến huyết mạch thần kiếm bị hắn đánh nát biến thành huyết vụ lúc này hóa thành huyết vụ đang ăn mòn y phục hắn bởi vì hai tay hắn không ngừng hướng ra ngoài thâu tống công lực không chế mấy ngàn cân thủy đoàn lúc này công lực hắn tiêu hao không ít hộ thân cương khí đã cực kỳ bạc nhược huyết sắc vũ khí đã tiến tới sát ngoài thân hắn. Nam cung vô địch biết không thể trần trừ được nữa, hai tay tề huy đánh về phía thủy đoàn trên không trung và chính mình cũng nhanh lùi về phía sau bát khỏi huyết vụ. Quang mang sáng ngọc kích thủy đoàn nát vụn, Nam cung vô địch thanh thanh sở sở chứng kiến độc cô bại thiên không chỉ miệng học máu tươi hơn nữa khắp toàn thân đều có cảnh xuất huyết, hắn biết tên tiểu tử hồn chướng mạch máu toàn thân đã bị chấn vỡ, sau đó độc cô bại thiên rơi vào trong nước một lúc sau thì mất dạng. Nam cung vô địch biết tiểu tử chết chắc, không có chuyện một thứ vương cấp cao thủ có thể ngăn cản nổi một kích của hắn một đế cảnh cao thủ nhưng không thể bắt được được cô bại thiên vũ nhục một phen thật tốt hắn cũng có cảm giác thật đáng tiếc hơn nữa nam cung vô địch đối với một kích cuối cùng của mình phi thường không hài lòng không có khả năng đánh nát đối phương điều này vượt quá ý liệu của hắn được cô bại thiên rơi vào trong làng nước lạnh như băng cảm giác thân thể chính mình đều tan nát loại cảm giác này cùng với cảm giác lúc trước tại sâu trong vân sơn tu luyện bất diệt kim thân tương tự thân thể hắn phản phất như bị xé rách thật đau đớn thống khổ nhưng ý thức hắn lại vô cùng rõ ràng, hắn thật sự vô cùng thống hận chính mình, vì cái gì không mê đi. Thân thể thống khổ thần thức lại vô cùng nhạy cảm như vậy hắn lại càng thêm cảm thấy thống khổ. Hắn cảm giác mình đang trầm xuống, hắn biết đây là vì trên người có khắp huyết thần kiếm. Khắp huyết thần kiếm thoạt nhìn cũng như bảo kiếm bình thường không có gì khác biệt nhưng kỳ thực nặng vô cùng chừng 7-80 cân. Được cô bại thiên trong lòng âm thầm nguyền rùa. Ta kháo, khắp huyết thần kiếm, khắp huyết thần kiếm, người con mẹ nó hại lão tử rồi nam cung vô địch kia cái lão ô quy không đánh chết ta ngươi lại hại ta bị nước yếm chết độc cô bại thiên lúc này động cũng không thể động thân thể chậm rãi trầm xuống bởi vì không có dưỡng khí hắn cảm thấy mất dần cảm giác đối với sự thống khổ của thân thể cũng không hề mẫn cảm điều làm độc cô bại thiên giận dữ là hắn không hoàn toàn mất đi tri giác như vừa hôn mê vừa thanh tình mơ mơ màng màng khi hắn cảm giác hít thở không thông nhìn không được há mồn cuồng nhiệt rút nước sông thì trong cơ thể kinh mạch trở tắc đình chỉ bị chân khí bị bức bách vận hành giải khai các huyệt đạo bị bị trở tắt bắt đầu trong cơ thể lặng lẽ thong thả vận hành đồng thời bất tử ma công cũng nhẹ nhàng vận chuyển thiên địa tinh khí du ly trong nước phản phất như bị chiêu dẫn không ngừng hướng về phía hắn hắn cuối cùng cũng tỉnh táo bởi vì bất tử ma công vận chuyển hắn vốt cuộc không có cảm thấy hít thở không thông thần thức của hắn lập tức cảm thấy nhạy cảm vô cùng hắn lại cảm giác thân thể thương tích bị thương mang lại cho hắn vô cùng thống khổ đồng thời hắn phát hiện kinh thiên quyết hòa chiến thiên quyết vận chuyển đồng thời mọi vị trí đều được chân khí trong cơ thể tuần hoàn vãng phục xanh xanh không thôi chân khí vận chuyển theo đường tuyến dị thường quỷ dị khác hẳn võ học phạm chủ mà hắn nhân thức thậm chí cùng với lý luận võ học mà hắn nắm giữ hoàn toàn trái ngược chân khí vận chuyển theo những đường tuyến có khi đi qua một ít tử huyệt trên cơ thể điều này bình thường hắn nghĩ cũng không dám nghĩ đến chân thật có thể nói xanh từ một đường nhưng hắn ngạc nhiên phát hiện đây đúng là công pháp quỷ dị chung quanh hắn thiên địa tinh khí không ngừng hướng về phía hắn mà tới. Độc cô bại thiên đây là lần đầu tiên cảm giác thiên địa tinh khí như thế thật đáng yêu, không chỉ khiến hắn không hề hít thở không thông, hơn nữa hắn có thể cảm giác rõ ràng thân thể chính mình giảm bớt sự thống khổ, hắn thậm chí cảm giác được các mạch máu bị đứt đoạn, phá toái đang dần khép lại, ưu huyết trong thể nội bị bài trừ ra ngoài cơ thể. Tại giờ khắc này hắn hoàn toàn quên đi lúc trước hắn tu luyện bất diệt kim thân thì quá trình thiên địa tinh khí cải tạo thân thể tạo cho hắn cự đại thống khổ hắn cảm giác mình bước vào một phiến thiên địa võ học đây là lĩnh vực không một người biết tại phiến lĩnh vực này kỳ kinh bát mạch căn bản không tính là kỳ phiến lĩnh vực này kinh mạch cũng tính là kỳ lúc này phối hợp lại là kỳ mạch hắn nhớ tới lúc trước tại ngoài thành khai nguyên bị ngân nhiên đạo nhân đà trọng thương rồi sau đó bị đóng băng đích thực tạo ngộ kỳ lạ lần đó sau khi hắn phá băng ra không chỉ thương tích bình phục mà thể chất càng thêm mạnh mẽ còn có một lần sau khi huyết chiến quần hùng tại vân sơn đỉnh hán trọng thương hôn mê ba ngày ba đêm cuối cùng tình hình cũng cùng một loại ảo ngộ Chẳng lẽ tất cả hết thầy đều là vì trong thể nội ta tồn tại của công pháp không rõ, ta vì cái gì có loại công pháp này, đột nhiên bất tử chi ma bốn đại từ này xuất hiện trong óc hắn, hắn cả kinh, chẳng lẽ đây là bí mật của bất tử chi ma, đây là hậu quả do ta xả thân thành ma đã để lại bất tử ma công. Dần dần ánh sáng càng ngày càng ám, độc cô bại thiên đã trầm tới đáy sông, phía trên sông lớn này thủy thế hung dữ nhưng đáy sông lại gió em sóng lặng, độc cô bại thiên lặng lặng nằm ở đáy sông lúc này thần thức nhẹ cảm vô cùng, tựa nhất động như bất động hắn ngạc nhiên phát hiện thân thể mình phát ra hào quang nhàn nhạt, nhạt, tại đây sông hôn ám hắn trông thật bắt mắt được cô bại thiên hiểu được điều này không phải tự thân hắn phát ra đây là kết quả của thiên địa tinh khí hội tụ xung quanh thân thể hắn mà thành chẳng lẽ đây là bất tử ma công là nguyên nhân bất tử có thể tự động hấp thu thiên địa tinh khí tùy lúc sử dụng đây là tình huống đầu tiên hắn tỉnh táo cảm nhân bất tử ma công vận hành hành công lộ tuyến không thể tưởng tượng nổi hiểm chứ hiệu quả chữa thương thậm chí có chút khoa trương chỉ cần những thành tựu này cũng đủ nói lên sự thần kỳ của công pháp đầu cô bại thiên âm thầm ghi nhớ hành công lộ tuyến quỷ dị này hắn có một dự cảm chỉ cần có thể thâm nhập hiểu biết bản chất của bất tử ma công hắn có thể tiến vào một phiến thiên địa phó học lần này thương thế hắn thập phần nghiêm trọng một trưởng của nam cung vô địch không chỉ làm cho mạch máu bên ngoài đứt đoạn mà lục phủ ngủ tạng cũng phát xanh lệch lạc nếu không phải hắn vừa mới luyện thành bất diệt kim thân Đừng nói hắn hiện tại mới là thứ vương cấp cao thủ mà cho dù vương cấp cao thủ cũng khó mà chịu nổi một kích mãnh liệt của đế cảnh cao thủ. Tại đế sông Hắc Ám, một đoàn ánh sáng bao bọc độc cô bại thiên bên trong, thân thể bị thương của hắn không ngừng được chữa trị. Bất tử ma vương độc cô bại thiên đại danh một lần nữa truyền khắp võ lâm, quần hùng đang chu sát độc cô bại thiên biết được bất tử ma vương không chỉ thành công thoát khỏi vòng vây của bọn họ, hơn nữa tại sân trang thanh phong đệ nhất võ lâm thế gia nam cùng gia tộc phóng hỏa nhất thời thiêu hủy bốn phần, kinh ngạc há hốc ngồn. Mà Diễm kiêu ngạo, tất cả mọi người đều thấy khủng hoảng. Em thần lang tỏa giấy lên từ bên trong, đầu cô bại thiên hữu ý tạo thế, huyết chiến vân sơn đỉnh, kiếm trảm thiên vương cao thủ dẫn phong. Hỏa thiêu thanh phong đệ nhất võ lâm thế gia nam cung, hán đích thực là đại biểu cho sự tàn bạo, hủy diết, cường hoành, vô hình trung hán thành cái đích của mọi người, thành yếu phạm đứng đầu trên võ lâm tất sát bằng trăm năm trở lại. Sáng sớm, mặt trời đỏ hồng chậm rãi nhô lên khỏi bình nguyên ánh nắng như hòa sáng giữa khu tan vũ khí bàn bạc chiếu sáng cả vùng quê tại đây khí hậu cuối mùa thu cả vùng quê như một phiến hoàng kim trong cốc 500 dặm trở lại đều là bông lúa đã đến mùa thu hoạch giữa phiến hoàng kim có một con sông lớn uốn lượn chảy về phương xa nước sông chảy cuồn chứ xít gào hung dữ vô cùng thổ nhưỡng hai bên bờ sông không ngừng được nước sông bồi bổ mang đến cho nhân dân hai bên bờ sông sự phồn thịnh phú túc dân bản xứ thân thiết gọi con sông này là mẫu hà trong lúc ánh dương quang đang xua tàn đi những đám xương thì trong một sát mà một từ sắc quang trụ trừ trong dòng sông bắn nhanh ra, đâm thẳng lên trời cao hơn mười thước. Thần lớn thủy liêm từ tử sắc quang trụ làm trung tâm hướng bốn phía kích xạ, giữa quang trụ và nước sông giao tiếp xuất hiện một toàn qua thật lớn. Toàn qua không ngừng xoay tròn, trong nước tại nơi chảy xiết dần dần xuất hiện một người chân không chấm đất, một bóng người cao lớn từ trong toàn qua bắn lên không trung, hắn vũ luộng bảo kiếm, vô kiện bất tồi tiên thiên kiếm khí phát xuất phiến phiến tử mang sáng ngọc nông dân đang làm việc thì thấy từ trong dòng sông một tử xác quang đoàn đằng không bay lên như một mặt trời thứ hai thì thất kinh ngây người đối với bọn họ thì đây quả thực là một thần tích vô số người tay buông nông cụ cùng hướng về sông lớn và lễ bại bên trong quang đoàn độc cô bại thiên hiển nhiên phát hiện những cử động thành kính của nông dân hai bên dòng sông hắn đối với những hành động của mình vô tình tạo thành kết quả này không nhịn được ngần người hắn âm thầm hiểu được là phải nhanh chóng thoát khỏi nơi này trước mắt tình huống thật là không hay nhưng cẩn thận nghĩ lại hắn vừa cười khổ với ác đầu hắn hướng bờ sông bay tới chìm một sát na hắn hạ xuống bờ sông liền hướng về phương xa vọt đi hắn không muốn phá đi mộng đẹp trong lòng những thường dân lương thiện ở hai bên bờ này làm cho bọn họ tin là vừa rồi bọn họ đã thấy thủy thần rất nhanh hắn biến mất tại phía xa xa vùng nguyên dã khi mọi người lễ bái đứng lên thì thấy thần tích đã biến mất nhưng trong lòng bọn họ tràn ngập niềm vui sướng bởi vì thần đã chiếu cố đến bọn họ thần không lúc nào không chú thị đến bọn họ đều cô bại thiên ra khỏi vùng quê đi tới một thành trấn tin tức truyền vào tai hắn từ một người lại một người đều có liên quan tới hắn hán thành đệ nhất cuồng đồ hung tàn trăm năm trở lại đây có cả một hệ liệt miêu tả chân diện mục cầu hán cho mọi người biết bất tử ma vương là một người tàn bạo hung ác cường hoành hèn hạ vô sỉ là họa loạn đại hại của võ lâm đồng thời hán thành nhân vật đệ nhất võ lâm được săn lùng với giá trăm vạn kim tệ tiền thưởng đứng đầu yến phạm trên võ lâm tất sát bảng thiên hạ vô luận phát ra vô số các chử ma tiểu đội thành phong đế quốc khắp ngõ ngách đều có thợ săn ma lùng dù. mẹ nó Ma giáo như thế nào lại chưa có hành động, chẳng lẽ họ cứ để mặt cho tránh đạo võ lâm khí khí thế càng ngày càng cao lên. Ta làm hết thầy không đều không đạt tới hiệu quả đã dự định, tránh đạo võ lâm không chỉ không đại loạn hơn nữa còn gắn bó. Ma giáo cái bang hồn đàn thật giả hoạt, lại án binh bất động, thật sự là một vấn đề phiên toái, đâu đầu, có lẽ. Được cô bại thiên lâm vào trầm tư, hắn nhớ tới tại sâu trong vân sơn theo như lời của hắc bảo nhân nói, tránh đạo thiên hạ cao thủ vô số, hiển lộ tại thế nhân trước mắt người trần thực lực tránh đạo bất quá chỉ là một phần nhỏ của một núi băng. Có lẽ, bỗng nhiên hắn có cảm giác bị người theo dõi hiện lên trong lòng hắn, hắn bất động thanh sắc, vẫn như trước tại chấn nhỏ chậm rãi hành tàu, nhưng cường đại đế cấp thần thức được tán phát ra vô thanh vô tức, thần thức tán phát ra không bỏ sót một người đều nhẹ nhàng phất qua từng người tại ngã tư đường, không ngoài dự liệu. Một lát sau người làm hắn có cảm giác bị theo dõi như một trận gió thoảng qua tự khắc lặng lẻ lui bước, tức khắc vô tung tốt đúng là địch nhân đáng sợ, thế nhưng có thể trốn thoát được sự truy tìm của ta, rốt cuộc là ai? Như thế khẳng định tu vi cấp thâm là một kình địch, tránh đạo nhân sĩ thật không chỗ nào vắng mặt, xem ra lại có một trận đại chiến rồi, nói thế tại trấn nhỏ này sẽ bắt đầu huyết chiến, chẳng qua nếu ngươi không muốn tại địa phương này có nhiều người động, ta cũng có thể an tâm ở lại đây hai, ba ngày. Hắn liệu chỉ có vương cấp cao thủ mới có thể lợi dụng hoàn cảnh phụ cận để né tránh sự truy tìm của đế cấp thần thức của hắn, và đế cấp cao thủ không nghi ngờ gì cũng có thể làm được việc này không nghi ngờ gì người này là một đối thủ cường đại đối thủ đạt tới cảnh giới này hắn không thể nắm bắt được nhưng dựa vào trực giác hắn biết cao thủ này đã đi rồi chẳng lẽ nàng ban ngày hành động rõ ràng là khiêu khích bất quá như vậy độc cô bại thiên càng thêm yên tâm hắn tin với tính cách của người kia sẽ không bao giờ đánh lén mình liên tiếp nhiều ngày huyết chiến hôm nay hắn phá lệ tìm một chút an bình hắn lắng lặng nằm trên giường trong một khắc điếm tâm tình có cảm giác vô cùng thư thái đồng thời trong lòng hắn cũng có một chút cảm giác là lạ, lạ ta đang làm sao vậy như thế nào lại có cảm giác này? si vãng cho tới bây giờ nhiều lúc an nhàn cũng không có hiện tượng cảm thụ như tại đây, thậm chí có một cảm giác hạnh phúc. kháo, cho dù các bang phái tránh đạo hồn đàn truy kích làm tinh thần lão tử quá khẩn trương, hiện tại tránh là đang trong mộng sao? kỳ thật mỗi một người trong lòng đều như vậy, khi hắn bị vây dưới trạng thái hạ phong, thì vô luận đối với hoàn cảnh xung quanh hoặc đối với tâm tính bản thân mà nói tất cả đều rất bình thản, thậm chí có cảm giác chết chóc. nhưng một khi trạng thái này bị phá vỡ, hắn lại kinh dị trước hạnh phúc đến với mình điều. Độc cô bại thiên thả lõng tâm tình hưởng thụ cảm giác an bình khó được dần dần tiến vào mộng đẹp. Một hắc ảnh vô thanh vô tức tiến vào phòng hắn, hắc ảnh đứng trước giường chăm chú nhìn đầu cô bại thiên đang ngủ bất động thật lâu. Người này phản phất như sứ giả đến từ địa ngục toàn thân chìm trong hắc ám, ngay cả ánh trăng nhàn nhạt, nhạt từ cửa sổ cũng vô pháp chiếu sáng chút nào trên người hắn. Tất cả quang hoa chiếu trên thân thể kia chỉ sát na như bị hấp thụ hoàn toàn, biến mất vô ảnh vô tung, thân ảnh chung quanh thân thể như một vùng hắc ám trên người này chỉ có duy nhất song nhãn lóe sáng trong phòng tối đen như hai hàn tinh sáng người trong tuyệt đối hắc ám người này nhìn kỹ độc cô bại thiên thật lâu cuối cùng phát ra một tiếng than nhẹ tiếng thở dài này không nghi ngờ gì như một đạo sớm xét truyền vào tai độc cô bại thiên thật lâu kích động độc cô bại thiên lập tức ngồi dậy hắn chỉ thấy một hắc ảnh đạm đạm như một đạo hắc sắc thiền điện từ sau cửa bay thẳng ra ngoài hắn nhanh chóng tròn ts mở từ cửa cửa phi thân ra gắt gao đuổi theo bóng lên phía trước hắn chân dụng thần hư bộ môn khoáng thế thần công vận chuyển tới cực hạn đuổi tới không tha nhưng vô luận dù hắn có cố gắng thế nào, giữa hắc ảnh và hắn vẫn bảo trì một cự ly không đổi, đang đổi theo hắn âm thầm tự lượng. Người này chính là người theo dõi ban ngày, hắc ảnh hiện tại có khí tức cùng với người ẩn nấp ban ngày đích thực cùng một dạng, là địch nhân đáng sợ, thế nhưng vô thanh vô tức lèn vào phòng ta làm gì, nghĩ đến điều này hắn nhất thời ngây dại, đúng vậy, người này vô thanh vô tức tiến vào phòng hắn, nếu như muốn thủ hạ tính mệnh hắn dễ như trở bàn tay, hắn nhất thời toát mồ hôi lạnh khẳng định là đế cảnh cao thủ hắn trong lòng kinh thán người này đế cảnh cao thủ chẳng lẽ là nam cung vô địch lão vương bát đàn khẳng định là không phải nếu là lão tiểu tử thì ta có mười mạng cũng không còn khẳng định trong phòng mình đã cho một kích chí mạng quyết không nhìn người trước mắt dẫn dụ mình ra ngoài không nghĩ là lấy tính mạng ta chứ thần bí đế cảnh cao thủ mấy ngày gần đây hắn liên tục tiếp xúc với ba đế cảnh cao thủ ngoại trừ nam cung vô địch Tại Vân Sơn đỉnh đế cảnh cao thủ đã cứu thoát hắn so với người này thân hình cao có chút sai lệch, cũng khả dĩ bài trừ. Còn lại là một người lúc hắn chu sát thiên vương cao thủ dẫn phong thì động độ với đế cảnh cao thủ nọ. Đế cảnh cao thủ này chưa bao giờ gặp mặt cũng đồng dạng thần thần bí bí. Hai người cách một phiến thụ lâm tiến hành một trường thần thức đối khán, hát ảnh sau âm thầm bỏ đi thật làm cho người ta khó hiểu. Chẳng lẽ người này chính là đế cảnh cao thủ thần bí cùng ta tiến hành quá trình đối kháng thần thức, kẻ kia vì cớ gì đã hai lần tìm tới ta nháy mắt hai người đã ra ngoài tiểu trấn thần bí đế cảnh cao thủ dừng lại độc cô bại thiên bảo trì một khoảng nhất định so với hắc ảnh cũng dừng lại thủ chặt khớp huyết thần kiếm mặc dù có ánh trăng nhàn nhạt, nhạt, nhưng độc cô bại thiên ngạc nhiên phát hiện mình như thế nào lại không thể thấy rõ dung mạo của đối phương thậm chí ngay cả thân hình cũng vô pháp thấy rõ đối phương như ở giữa một phiếm tuyệt đối hắc ám vậy chỉ có ánh mắt loài loài tỏa sáng quang măn ngươi là ai cớ sao dẫn ta đến đây một tên thanh âm méo mó từ người trước mặt truyền ra không rõ là nam hay nữ, là da hay trẻ. Thời khắc này ngươi mà ở tại khách điếm đã bị ba vương cấp cao thủ cùng với sáu thứ vương cấp cao thủ bao vây, ta chỉ dẫn người tức tốc ly khai thôi. Độc cô bại thiên sừng sờ, hắn không nghĩ là thần bị đế cảnh cao thủ trước mắt dĩ nhiên là cứu hắn một mạng, ba vương cấp cao thủ, sáu thứ vương cấp cao thủ, quả thực là một thế lực quá lớn hắn cho dù có mười mạng cũng không còn, không ngờ tránh đạo tin tức lại thông linh như vậy, như thể đã sớm phát hiện ra mình rồi. Xin hỏi ngươi là không nên biết ta là ai, ta chỉ có thể giúp người lần này thôi. người nên biết đế cảnh cao thủ luôn có một quy củ, không thể tham dự vào trốn võ lâm phàm tục, giống như ta giúp người lại là ma bị mọi người trong thiên hạ không ngừng chú sát, thì càng phạm vào tối kỵ. người tốt nhất là tự lo cho mình. nói xong thì hướng phương xa bôn khứ. Độc cô bại thiên ở phía sau lớn tiếng hô. đa tạ tiền bối chỉ điểm, vãn bối ngày khác nhất định báo đáp. người nên hướng phía tây mà đào mệnh, có khi thoát khỏi sự truy sát của tránh đạo. Được cô bại thiên một trận ngần người, thân bí đế cảnh cao thủ này trong lúc đó đã biết hắn là bất tử chi ma vẫn phản lại ước định của đế cảnh cao thủ, hắc ảnh vì cái gì. Đột nhiên sắc mặt hắn biến đổi, tựa hồ nghĩ tới cái gì. Chẳng lẽ là huyên huyên, nhưng rồi hắn lại lắc đầu, tiểu nha đầu này không lẽ lại điên điến thế hơn nữa thần bí cao thủ thâm trầm quyết không giống với tính cách của huyên huyên, nếu là nàng khẳng định trước đó đã trêu cợt mình một phen. a à, đã lâu không gặp được nàng, không biết khi gặp lại nàng có hay không muốn xem ta là địch nếu nàng thật sự muốn giết ta, ta đây thật sự chết chắc. Hắn hướng phía tây điên cùng bôn tàu, đến khi hưởng đông hắn mới ngừng chân. Lúc này cao thủ võ lâm đều hướng về chấn nhỏ nơi hắn từng ở tụ tập, bất tử chi ma từng hiện thân ở đây, tại chấn nhỏ nhanh chóng trở thành địa điểm diễn ra phong vân tẩy hội. Tại hậu viện Nam Cung Thế Gia, Nam Cung vô địch sắc mặt thiết thanh, khi hắn nghe được tin độc cô bại thiên lại hiện thân trên võ lâm quả thực tức muốn vỡ phổi, đã tiêu hủy gần nửa trang viện của hắn còn xỉ mạ hắn tên hồn đàn thế nhưng lại không chết khiến hắn tức giận không thôi đồng thời hoài nghi công lực của những mình hắn không hiểu nổi một trường của hắn ẩn chứa đế cảnh công lực vì sao lại không kết thúc được tính mạng của đối phương được cô bại thiên hướng phía tây điên cuồng môn tàu đến khi hưởng đông hắn mới ngừng chân lúc này cao thủ võ lâm đều hướng về trấn nhỏ nới hắn từng ở tụ tập bất tử chi ma từng hiện thân ở đây tại trấn nhỏ nhanh chóng trở thành địa điểm diễn ra phong vân tề hội tại hậu viện nam cung thế gia nam cung vô địch sắc mặt thiết thanh khi hắn nghe được tin độc cô bại thiên lại hiện thân trên võ lâm quả thực tức muốn vỡ phổi đã tiêu hủy gần nửa trang viện của hắn còn xỉ mạ hắn tên hồn đàn thế nhưng lại không chết khiến hắn tức giận không thôi đồng thời hoài nghi công lực của nhính mình hắn không hiểu nổi một trường của hắn ẩn chứa đế cảnh công lực vì sao lại không kết thúc được tính mạng của đối phương nam cung tiên nhi bên cạnh khẽ cười nói xa ra hãy nguôi ức khí cẩn thận kẻo tổn hại thân thể độc cô bại thiên cái tên còn con có gì đặc biệt hơn người bây giờ chúng ta muốn hắn sống thì hắn sống muốn hắn chết hắn tự không thể tránh khỏi. Tiên nhi, ngươi ngàn vạn lần không nên xem nhẹ tên đầu cô bại thiên này, hắn tiềm lực thực sự vô cùng, lần đầu tiên gặp lại hắn khiến ta kinh hài, lần gặp lần này khiến ta chấn động, thật sự không hổ là bát tử chi ma. a, ra ra quá để cao hắn, hắn trước đó đã từng giả thân thành ma thì sau này hắn tất sẽ thành bất tử chi ma, chỉ tiếc hắn công lực còn chưa đại thành, đã bị ta phát giác, hắn đích thị là bi ai, hắn vì tất đạt tới bất tử chi cảnh thì đã lọt vào vòng vây truy sát của cao thủ khắp thiên hạ hắn dựa vào cái gì để sống sót hừ nam cung tiên nhi ngữ khí càng ngày càng băng lãnh hắn dám mạ ta hừ hắn không phải từng truy giết qua ta đây là ta trả thù đối với hắn ta sẽ khiến hắn ném mùi vị bị người trong khắp thiên hạ truy sát để hắn dãy rụa trong sanh tử để hắn cảm ném rác tử thần luôn chờ trên ngoài cửa để hắn mỗi ngày đều trong tràn ngập tử vong sợ hãi mà vượt qua cuối cùng để cho hắn tinh thần suy sụp mà chết người vận dụng lực lượng bí mật của gia tộc, Nam Cung vô địch hỏi. Không có, trong khi mọi người truy sát hắn tùy lúc ta chỉ là bảo họ cung cấp cho tránh đạo cao thủ ít tin tức, tin rằng bọn họ lúc này đã tìm được cái tên đại tứ đàn. Tên đại tứ đàn như thế nào lại hỏa thiêu của ta mấy trang viện, hừ, bây giờ hành tung bại lộ hắn chỉ có nước chết. Tiên nhi, người sai rồi, tiêu tử này rất giả hoạt, hắn hỏa thiêu trang viện chúng ta mặc dù rất nguy hiểm, nhưng như thế lại tạo rất nhiều anh động, ta rất rõ mục đích của hắn, hắn là đối với chánh đạo võ lâm tiến hành một lần uy hiếp để cho mọi người đều cảm thấy khủng hoảng như vậy sẽ tạo thành võ lâm hỗn loạn nếu ta đoán không sai là hắn muốn kéo ma giáo xuống nước tiểu tử này hoàn toàn không phải là một thứ đơn giản hừ nam cung vô địch nghĩ tới tình cảnh cả nữa ngày bị độc cô bại thiên sỉ mại lão tiểu tử lão hồn đàn trong lòng lập tức như hỏa diễm nổi lên hận hắn không chịu nổi điều làm cho hắn không chịu được đó là chính tên tiểu tử bị hắn đánh cho một trưởng tưởng rằng hắn đã chết ai ngờ không đến một ngày hắn lại xuất hiện một cách bình thường nam cung vô địch trong lòng buồn bực vô cùng nam cung tiên nhi dung nhan như hoa nổi lên nhàn nhạt tiêu ý a à, ta hiểu được rồi tự tử này rất có hứng thú trước đó luôn tìm cách giết hắn cho nên lần này vừa nghe hắn gặp xui xẻo ta trong lòng liền cao hứng vô cùng thật là để cho thắng lợi làm mờ ý nghĩ nếu chúng ta biết được mục đích của hắn chúng ta có phải là nam cung tiên nhi lọ ra nụ cười sáng lặng người đủ sức làm việc này sao nam cung vô địch nói a à, đối phó với tên tiểu tử này như thế nào đây? Em, tính ra hắn làm như vậy bất quá là huy vọng xỉ mạ chúng ta. Cứ để mặc cho hắn huyên náo thật tối đi. Khi hắn huyên náo đủ rồi cũng là lúc chúng ta thu thập hắn. Đến lúc đó, Nam Cung Tiên Nhi dung nhan vô song phát ra tràng lạnh tiếu cực không hòa hợp. Độc cô bại thiên hướng phía tây đi thẳng một đường, nôi tâm hắn đang tự hỏi tại sao ma giáo còn chưa hành động, hắn lại nghĩ tới Nam Cung Thế Gia, thành phong võ lâm đệ nhất gia này dã tâm không nhỏ, nhất tâm vọng tưởng thiên hạ đại loạn rồi sau đó nhất thống đại lục. Hắn ẩn ẩn hiểu được gia tộc này đang âm thầm che giấu một cổ lực lượng ngấm ngầm. Hơn nữa cổ lực lượng này nhất định vô cùng cường đại, bằng không nam cung tiên nhi cũng không dám trước mặt mình biểu thị nàng muốn làm nữ hoàng của vòng trời đại lục. Độc cô bại thiên đi vào một phiến hoang nguyên, nơi đây không một người ở, nơi nơi toàn là cỏ dại, một phiến thê lương. Bỗng nhiên hắn cảm thấy sát khí làm cho người ta từ đáy lòng nổi lên một cổ thê lương. Ra đi, không cần phải giả thần giả quỷ ẩn tàng ba hắc y nhân đi ra ba người mặt cùng che một tấm lụa xanh mỏng từ thân hình ba người có thể thấy được đây là hai nam một nữ hai nam từ thân tài khôi vi trên người tòa ra sát ý lẫm liệt nữ từ thân hình thập phần lã lướt đường cong hoàn mỹ nhưng trên người cũng đầu một dạng tòa ra sát ý nồng đậm được cô bại thiên chấn động sát ý trên người ba người quá nặng ẩn ẩn tòa ra khí tức tử vong ba người các ngươi là ai đến lấy mạng của ngươi nữ tử ở giữa lạnh lùng nói thanh âm mặc dù thanh thúy nhưng khiến người nghe trong lòng không khỏi mọc lên một cổ hàn khí. Thiên hạ muốn giết ta khả dĩ, các ngươi ba người được gì? Nam tử đứng bên trái quát. Người muốn chết? Dứt lời trường kiếm trong tay phát ra quang mang yêu diễm rất nhanh hướng về phía đầu cô bại thiên. Mặt khác lúc đó hai người kia cũng động tiến lên, nam tử bên phải cũng nã kiếm hướng hắn bổ tới, còn lại nữ tử lập tức như một làn khói nhẹ bay nhanh vòng ra sau lưng hắn, giờ kiếm đâm vào hậu tâm hắn ba đạo quang mang sáng ngọc như tử thần liêm đao đồng loạt hướng về phía hắn tỏa ra tử khí trầm trọng Được cô bại thiên cả kinh hắn nghĩ cả ba người đều đạt thứ vương cấp cảnh giới điều đáng sợ hơn chính là cả ba người đều tỏa ra sát khí lẫm liệt ba người này rõ ràng là người chuyên môn giết người rất nhanh trong đầu hắn hiện lên hai chữ sát thủ trước mắt không có thời gian cho hắn suy nghĩ chân bước thần hư bộ để lại chỗ đó một tàn ảnh chân thân hiểm nhiên đã thoát ra khỏi vòng vây đạo tàng ảnh lập tức bị tiên thiên kiếm khí của ban người kích nát Ba đạo tiên thiên kiếm khí tung hoàng vô đối, tại không trung hoa xuất ba đạo quang mang sáng ngọc. Độc cô bại thiên quang sát trên trán đổi mồ hôi lạnh. "Hãy khoa động thủ, các ngươi rốt cuộc là ai, vì sao trên người sát khí trầm trọng như vậy?" "Đã sớm nói ngươi rồi, chúng ta tới giết đích nhân, vẫn là nữ tử nói chuyện." "Hừ, các ngươi là sát thủ." Nữ tử che mặt cười lạnh nói. "Hắc hắc, ngươi sắp chết, đó là cái chắc, như thể ngươi có thể xưng hô bọn ta là ta là sát nhân nhất, đây là sát nhân nhị, còn đây sát nhân tam. Vừa nói vừa chỉ hai nam tử. Nam tử cao lớn có cái tên là sát nhân nhị nói. Can gì cùng hắn trước sau cũng thế, đối với người chết có gì tốt mà đàm luận. Sát, ba bóng người lại vây đồ cô bại thiên vào giữa, ba đạo tiên thiên kiếm khí cùng lúc quyện lại tiến tới, nhiệt độ chung quanh lập tức giảm xuống. Đồ cô bại thiên biết đây là do sát khí của đối phương vô tình hình thành, không gian chung quanh tản ra tử vong khí tức hắn trong tay cầm khắp huyết thần kiếm phát ra tiếng kêu ồ hắn biết thanh kiếm này là tuyệt thế hung khí bây giờ cảm thấy được tử vong khí tức rõ ràng là rất cao hứng hắn tay cầm khắp huyết thần kiếm bay lên trời tránh thoát hợp kích của ba người sau đó từ cao trên không trung đầu hạ cước thượng đáp xuống trong tay khắp huyết thần kiếm không ngừng huy động một đạo lại lột đạo thiên thiên kiếm khí nhanh như tia chớp hướng xuống ba người dưới mặt đất bổ tới nhất thời từ điện loạn vũ xa xa nhìn lại một phiến tử sắc quang mang từ không trung rơi thẳng xuống như một quang mạc giói chặt ba người trên mặt đất vào bên trong ba sát thủ trong quang mạc mắt thường khó có thể thấy được tốc độ tụ lại rồi nhất khởi ba người vay kề vai ba kiếm tể huy ba sát kiếm khí hóa thành một phiến thải mang hướng lên không trung đâm thẳng vào từ điện ngăn cản bên ngoài trong phút chốc anh long long âm thanh vang vọng không ngừng bên tai trên vùng nguyên giã bốn sát kiếm khí tại không trung giao tranh vũ lộng tung hoành tiên thiên kiếm khí tản ra chung quanh cỏ dại cự thạch thạch xảo phiến phiến phân toái hóa thành cát bụi. đầu cô bại thiên tại không trung đột nhiên chuyên chiếc phi xuất, lướt ngang mấy thước khoảng cách, sau đó nhẹ nhàng hạ xuống trên mặt đất. Nữ sát thủ sát nhân liết mắt sáng người âm thanh lạnh lùng nói. Đây là kinh công gì? Đầu cô bại thiên khóe miệng nổi lên một tia đuột cật cười lạnh. Hắc hắc, ta không đúng lâu la tử nhân. Muốn chết, sát nhân nhị cả giận nói. Nữ sát thủ sát nhân nhất nói. Trước hết hãy bắt hắn, chỉ trở lại trước khẩu khí lúc đó xem hắn có nói ra hay không. Nói xong những lời này ba sát thủ tái không thuyết thoại, bảo kiếm nhị lập, một cổ sát khí từ nơi ba người đứng tán phát ra làm cho người ta có cảm giác áp lực, sợ hãi, suy sụp. Độc cô bại thiên biết ba người này bình thường sát nhân vô số, bằng không trên người không có khả năng có được tử vong khí tức nùng nạc như vậy, trong tay ba sát thủ này khẳng định không ai thoát khỏi. Đột nhiên lúc này trên mặt đất bùn đất rung động, chui ra vô số lão thử, những lão thử này vừa mới lên mặt đất chạy chưa xa thì lỗ tai xuất huyết mà chết. được cô bại thiên nheo mắt, ba người này quả thật đáng sợ, vừa rồi cảnh lão thử chết đi cho thấy bọn họ có thể giết người một một cách vô hình, đây là cảnh giới sát thủ tuyệt tình. Thầy phong kiếm, huyết lệ kiếm, diệt hồn kiếm, ba sát thủ đồng thời quát to. Tại trường lập tức nổi lên hàn ý phá cốt, giữa sâm sâm sát khí nổi lên ba đạo quang mang yêu diễm phóng thẳng lên cao, ba đạo kiếm khí hợp thành một, hình thành một bà kiếm quang vô cùng cự đại chung quanh kiếm quang tử khí hắc sắc không ngừng dũng hiện tử vong khí tức lập tức tràn ngập cả trường địa đầu cô bại thiên tỏ vẻ ngưng trọng chưa từng thấy khắp huyết thần kiếm trong tay rít lên vù vù thân kiếm đỏ sậm mỗi lúc một sáng sao cùng đỏ đến độ muốn nhỏ xuống từng giọt máu kiếm mang màu máu được hắc khí quấn quanh từ mũi kiếm phun ra tụ tập vô số tử khí rồi tiên thiên kiếm khí biến thành biến thành kiếm mang tím sẫm đầu cô bại thiên người chết đi ba sát thủ cùng thét lên quang kiếm khổng lồ tỏa ra hào quang yêu diễm chém thẳng vào độc cô bại thiên lớp tử khí đen ngòm bao quanh kiếm mang cơ hồ có thể nuốt chửng hết ma diễm nhất tề cố tới hắn đã tích tụ đủ sức mạnh kiếm khí hoa hình biến thành từ vụ mênh mông bảo vệ chủ nhân đạo tiên thiên kiếm khí nơi mũi khắp huyết thần kiếm ngưng tụ thành một thanh ma kiếm chói lòa quang hoa của tử sắc ma kiếm sáng rực hàm chứa sắc đỏ yêu dị tạo thành hình thái đáng sợ ma kiếm không hề chịu lép rít lên lanh lành xuyên phá tầng tầng tử khí đen ngòm vạch thành một vòng cung quỷ dị nhanh đón quang kiếm từ sắc ma kiếm và quang kiếm vô thanh vô tức và chạm rồi nát vụn nhanh chóng tan biến chỉ lưu lại tàn ảnh trên không trung từ khí bốn bề cũng bị quét sạch trong quá trình đối quyết lặng lẽ mọi cây bụi quanh nam xanh tốt trong phạm vi mấy trượng cạnh đó đều mất đi sinh cơ trở nên vàng võ gió nhẹ thổi qua là tan thành bột tung bay cơ hồ nơi này chưa từng có cây cối gì chỉ là một vùng đất chọc lốc bà sát chủ chào máu miệng loạn chọn lui liền ba trượng lúc dừng lại thân thể cả ba vẫn không ngừng lắc lư được cô bại thiên lún xuống đất đến tận đùi trong vòng một trượng quanh hắn, dù là cây bụi hay nham thạch đặc hữu của vùng hoang dã đều hóa thành những hạt cát, phảng phất một vùng sa mạc thu nhỏ, hai tay cầm kiếm của hắn cơ hồ nứt xương, đau đớn vô cùng, không ngừng run lên, khắp huyết thần kiếm thiếu điều rớt xuống, hắn không nhớ mình nuốt xuống bao nhiêu ngụm máu, không để một giọt nào chảy ra khóe miệng, không muốn để ba sát thủ biết mình bị nội thương nghiêm trọng, hắn dụng lực nhấc mình lên, thoát khỏi vùng sa mạc đó. Hắc hắc, ba tên các ngươi không đến nỗi tệ quá, gương mặt hắn tuy mỉm cười nhưng trong lòng chỉ muốn bật khóc mới nhích động mà ngũ tạng lục phủ như bị đau cát đau đớn vô cùng sát thủ số ba đưa tay áo lau máu trên miệng cười lạnh tiểu tử quả nhiên danh bất hư truyền bất quá gặp phải bọn ra người nên trách số mình xui xẻo người chết chắc rồi nữ sát thủ lạnh giọng nếu người tiếp được một đòn sao chót bọn ta sẽ tha cho người hắc hắc nói dễ nghe thật sợ thi triển xong các ngươi muốn cản ta cũng hữu tâm vô lực trong lòng đầu cô bại thiên đang xáo động hắn muốn thi triển thần hư bộ bỏ chạy để không phải nhìn thấy mặt ba địch thủ với công lực hiện tại của hắn đồng thời đối phó với ba vương cấp cao thủ chắc chắn chỉ có đường chết nhưng điều khiến hắn nhức đầu là cả ba đều thuộc hàng tuyệt đỉnh sát thủ sở trường của sát thủ là truy đuổi nếu hắn bỏ chạy chắc chắn không bao lâu sau ba sát thủ sẽ tìm được nhưng nếu không chạy trước mắt hắn có mỗi cỏ đường chết ba người sẽ liên thủ xuất chiêu sát thủ thứ hai cười lạnh hắc hắc sợ hả nữ sát thủ cũng cười lạnh hắn đương nhiên sợ hiện tại đang nghĩ cách trốn chạy chẳng qua chúng ta không cần lo việc tìm thấy hắn hắn đang thăm dò chúng ta xem có phải sau một đòn chúng ta sẽ dừng tay chăng ta nói không sai chứ độc cô bại thiên trong lòng độc cô bại thiên mắng mỏ không ngớt cảm giác nữ sát thủ quả không dễ đối phó mỹ nữ sát thủ đúng là thông minh nàng thử đoán xem ta đang nghĩ gì đi hắc hắc đoạn hắn quan sát kỹ lưỡng nữ sát thủ hai mắt sáng rực khi nhìn thấy chỗ hấp dẫn nữ sát thủ lạnh lùng đáp. Chốc nữa người còn sống hãng nói, cứ việc mơ mộng giữa ban ngày đi. Bà sát thủ tụ lại, mù quang lạnh lùng, đủ thấy sao lớp xa xanh, gương mặt họ đều nặng nề cực độ. Độc cô bại thiên quyết định đánh liều một phen, tuy không phải địch thủ của ba địch nhân liên thủ nhưng chỉ đối phó với một sát chiêu, hắn còn đủ lòng tin, hắn tin rằng trong khoảnh khắc sẽ khiến tiềm lực bản thân triệt để bạo phát, qua được chiêu đó là không còn gì phải sợ. Hắn thầm lấy là may mắn bởi hành động giả bộ không thụ thương đang mang lại tác dụng, buộc ba địch nhân muốn quyết chiến một chiêu. Ba sát thủ bắt đầu thôi động bảo kiếm, ba làn sáng vút lên, tử khí trong thiên địa phẳng phất bị thu hút, từ bốn phương tám hướng tràn tới, vây chặt ba người, tử vong khí tức dày đặc lại phủ kín toàn trường, tử khí đen ngòm tựa ô vân, lại như ma diễm kinh nhân, chiếu rọi khung cảnh trở nên giống hạch ở ma giới, chỉ một thoáng, thân ảnh ba sát thủ tan biến trong tử khí, chỉ còn ba đạo kiếm khí tỏa sáng giữa hắc vụ. Đột nhiên, tử khí đen ngòm nhất tề tràn về phía ba đạo kiếm khí, Kiếm khí thu liễm rồi tan biến vô hình, tử khí vẫn điên cuồng tụ vào trường kiếm của ba sát thủ, rồi tử khí cũng tan biến. Đất trời sáng trong trở lại. Ba thanh trường kiếm đen xì như mực, thân kiếm đen đến độ tỏa ánh lấp lánh, quang hoa yêu dị lóe lên không ngừng như có ma tính. Độc cô bại thiên hít một hơi khí lạnh, trong lòng chấn động cực độ. Ngày trước hắn tu luyện bất diệt kim thân tại sơn cốc giữa mây mù từng dẫn đạo tử khí trong thiên địa, không ngờ ba sát thủ cũng biết mật pháp này, hắn không hề do dự lựa chọn công pháp tương phản. Thâu Thiên Đoạt Nhật trong chiến thiên quyết từ từ vận chuyển trong thân thể, Bất Tử Ma Công Hán vừa luyện thành cũng được vận chuyển phần trọng. Hai loại công pháp đều giúp hắn hút lấy tinh khí trời đất, nhưng khác nhau ở chỗ Thâu Thiên Đoạt Nhật có đặc tính bị động, cần phải chú tâm mới hút được. Thu về nhóm Ma Công Nghịch Thiên, nơi nào nó lướt qua, cây cối, sinh linh sẽ lụi tàn. Bất Tử Ma Công còn bá đạo hơn, chỉ hơi dẫn đạo là tự động hút tinh khí, hùng mãnh hơn nhiều Thâu Thiên Đoạt Nhật, dễ dàng ảnh hưởng đến tâm trạng người sử dụng thiên địa tinh khí không ngừng tràn về chỗ độc cô bại thiên bốn bề quanh hắn trở nên ảm đạm vô quang thân thể cơ hồ ẩn vào vùng hư vô đen tối kết quả này hiển nhiên vượt ngoài ý liệu của ba sát thủ cùng nhìn nhau cảm giác tích tụ đủ sức mạnh đồng thời vung trường kiếm đen nhánh quang mang yêu dị bổ vào địch thủ ba thanh trường kiếm rít lên chói tai tựa hồ quỷ khóc xoáy chu hắc sắc tử khí ngút trời bùng lên trong sát na như đám mây đen trùm lên độc cô bại thiên từ xa nhìn lại trên vùng bình nguyên hoang dã phảng phất đầy mây đen dồn tụ xuống mặt đất khiến người ta tưởng mình đang ở ma giới tối tăm nơi nào cũng là ma diễm vô viên bị bất tử ma công ảnh hưởng đồ cô bại thiên hương phấn vô cùng quên hết uy hiếp của tử phong trong lòng chỉ còn chiến ý ngút trời kinh qua tu luyện bất diệt kim thân thân thể được rèn rũa không ngừng hút lấy thiên địa tinh khí hắn nhanh chóng chém ra một kiếm nhát kiếm hàm chứa toàn thân công lực lấy tinh khí khắp đất trời làm sức mạnh như con thần long gào giống lao bổ vào vùng tử khí từ khí đen ngòm và bạch quang chói mắt cùng va nhau. Âm, um, âm, um, âm. Um. Trên vùng bình nguyên hoang dã phẳng phất có vô số tạc đạn phát nổ, tiếng nổ không ngớt vọng vào tai, vô vàn tia chớp trắng lóe như ngân xả loạn vũ, cơ hồ xé toạc hư không. Bốn bóng người văng ngược về hai hướng, ba sát thủ bị hắt bay mười mấy thước rồi từ trên không rớt xuống, liên tục phun máu. Độc cô bại thiên cũng không khá hơn, lại thụ nội thương nghiêm trọng, không khống chế nổi nữa, liên tục phun máu. Mẹ nó chứ, lão tử có phải trời sinh xui xẻo không? Hai ba ngày lại thụ thương, vừa thoát khỏi con rùa đen vương bát đản nam cung vô địch thì lại gặp ba con quỷ sát thủ này, ta con mẹ. Hắn tuy thụ nội thương nghiêm trọng, thân thể khó lòng động đậy, nhưng tâm tình xa vào trạng thái cuồng bạo, phẫn nộ cùng cực. Từ khí đen ngòm và thiên địa tinh khí quang mang tỏa rộng sau cùng cũng tan biến, trong phạm vi mấy chục trượng đều bị phá hủy, nham thạch tan nát thành một vùng sa mạc nhỏ hoang lương. Ba sát thủ dìu nhau đứng dậy, Đầu cô bại thiên cảm giác lạnh buốt từ đầu đến chân, gần như không động đậy được, không còn cả khí lực đứng dậy, khác nào một con dê đợi người ta đến mổ rẻ. Trong lòng hắn quá bất bình, giúp chút khí lực sau cùng, hai tay cầm khớp huyết thần kiếm gian nan đứng dậy, nếu lúc đó có gió nhẹ thổi qua tất y đổ xuống. Bà sát thủ lạnh lùng nhìn hắn, nữ sát thủ lạnh giọng Người mạnh lắm, rồi cả ba quay đi. Trong lúc họ quay đi, đầu cô bại thiên phát hiện ánh mắt ba người ẩn ước nụ cười, tựa hồ rất hài lòng với biểu hiện của hắn hắn giữ người nhìn theo ba sát thủ xa dần độc cô bại thiên ủ rũ ngồi thuộc xuống lúc này hắn không còn nửa tia đấu trí thân tâm mệt mỏi vô cùng vết thương đau thấu tim phổ trên mình khiến hắn cơ hồ hôn mê nhìn trường địa vừa hóa thành một khoảnh sa mạc hắn tỏ vẻ hoang mang lẩm bẩm đó là kết quả do đòn được quyết sau cùng giữa ta và ba sát thủ ư kết quả này đủ khiến vương cấp cao thủ trong võ lâm kinh hãi thất sắc trong phạm vi mấy chục trượng cây cối bị hủy diệt hết nham thạch tan nát hoàn toàn không thấy dấu hiệu sinh mệnh chỉ còn một vùng chết chóc gió thu lùa qua ánh mắt độc cô bại thiên lại trong trèo uy lực đòn này đáng sợ như vậy nhưng sử dụng quả thật phiền hà cần thời gian tích lũy sức mạnh nếu có thể nhanh chóng sử dụng thiên địa tinh khí hóa thành sức mạnh bản thân thì có nơi nào trong thiên hạ cản chân được ta một lúc lâu sau hắn mơ từ từ bò dậy cảm giác toàn thân phảng phất tan rã đau đớn cực độ kinh thiên quyết chiến thiên quyết bất tử ma công cùng vận chuyển kinh mạch bế tắc trong thân thể được đả thông hết thân thể nhanh chóng khôi phục chân khí trong kinh mạc cũng bắt đầu từ chỗ nhỏ bé phát triển thành hùng hậu chân khí lưu chuyển mỗi lúc một thông suốt cứ vận hành như vậy đến lúc trời tối thương thế của hắn được điều trị gần như khỏi hẳn nếu võ lâm nhân sĩ tầm thường biết rằng vết thương nặng như thế chỉ mất một ngày là khỏi họ không kinh ngạc với là lạ vầng trăng lạnh treo cao ở góc trời thiên địa trắng bạc một màu độc cô bại thiên kiếm một chút thức ăn hoang dã nước trên đống lửa một chút sau mùi thơm nước mỗi tỏa ra nếu không phải đang bị người thiên hạ truy sát tình cảnh này sẽ khiến hắn thoải mái lắm lúc còn ở quê nhà trường phong trấn hắn thường cùng bạn bè nướng thịt thú hoang ở khu rừng ngoại vi tiểu trấn lúc đó vui vẻ làm sao nhưng mới không đầy nửa năm hắn đã trở thành công địch của cả thiên hạ một man nhân bị người đời thoá mạng một tia thất lạc một tia mù mờ cùng dâng lên đấy là niềm vui hắn từng có nhưng giờ tan biến hết tuổi hoa niên như nước trôi một đi không trở lại rất nhanh chóng tiếp đó nội tâm hắn dấy lên hào khí sung thiên đối địch với cả thiên hạ đã sao đời người trăm năm nổi chìm chìm nổi chỉ là một vòng tròn nhỏ xíu, tất cả khác nào mây khói trôi qua trước mắt, thoáng cái là tan biến. Hắn tin rằng bên ngoài thế giới này còn không gian khác rộng lớn hơn, trong lĩnh vực chưa biết tới đó có lẽ có thành cấp cao thủ, có thần tiên, mục tiêu sau cùng của hắn là đạt đến lĩnh vực đó. Hắn chìm vào giấc ngủ trong tâm tình phức tạp như thế, mơ thấy một thế giới quái dị, ở đó mọi người đều bất lão bất tử, vĩnh sinh bất diệt, ai cũng có sức mạnh kinh nhân, giống như thần được người đời nhắc đến. Không gian đó được gọi là Bỉ Ngạn, một vùng đất lành là thiên đường của nhân gian nhưng sát na sau tất cả đều thay đổi đất trời tối tăm mọi thứ hóa thành hư vô sau cùng cả không gian phá toái những người bất lão bất tử vĩnh sinh bất diệt không còn tồn tại vĩnh hằng nữa đều bị tiêu diệt trong sát na không gian phá toái hắn tựa hồ nghe thấy mấy tiếng hô hoán đợi chúng tôi sẽ tương kiến sao không có nguyên nhân không có kết quả tất cả tràn tới quá đột nhiên hắn kinh hãi tỉnh dậy mắt còn rớm lệ ta con mẹ mộng với mê vớ vẩn, khiến lão tử không được thống khoái, bao nhiêu buồn bực cứ để gió cuốn đi, đều tại ba tên quỷ sát thủ đó, khiến lão tử không ngủ yên nữa, mới tạo thành ác mộng. Hắn mắng một hồi, cảm giác thoải mái hẳn, đang là nửa đêm, từ sâu thẳm vùng hoang dã truyền lại tiếng sói chu hú hú hú, khiến người ta rụng rời chân tay, còn lâu mới đến trời sáng, hắn lại nằm xuống. Trên trời ném xuống một vị thần tiên muội muội, bất cần chúng mình ta, rồi hắn lại ngủ say. Gió mát buổi sớm đánh thức hắn, đầu cô bại thiên rụi mắt, hoang mang nhìn quanh, hồi lâu mới định thân. Chà, lão tử bị mấy tên khốn chính đạo bức đến nước này, đành cứ đi tiếp vào đại thảo nguyên minh mông này, đế cảnh cao thủ lạ mặt đó khuyên ta nên đi về hướng Tây, không phải bảo ta tránh xa con người, thoát khỏi hồng trần ư, lão tử đến bến thành khổ đầu đà mất. Hắn đứng dậy hoạt động gần cốt, định đi vào vùng sâu thảo nguyên, đột nhiên phát hiện ngoài xa có ánh sáng lóe lên. Binh khí sắc bén lắm, đầu cô bại thì lập tức cảm giác được nguy hiểm, biết rằng toán khốn kiếp chính đạo đổi tới. Mẹ nó chứ, chúng đúng là chó săn, mũi thính quá. Hắn định bỏ chạy nhưng vẫn hơi do dự, thương thế chưa hoàn toàn bình phục, nếu bỏ chạy có khi sẽ bị người ta bắt kịp, lúc đó đau đớn và mệt mỏi giao hòa, quyết không chống nổi chúng. Hắn cúi đầu nhìn vết cát dưới chân, nghiến răng. Liều một phen nơi nào nguy hiểm nhất cũng là nơi an toàn nhất, phương pháp này cũng lắm rồi nhưng cũng đành vậy. Hai chân hắn dẫm lên cát mịn, vận công lực toàn thân lên, quát lớn chìm xuống thân thể hắn chìm xuống cát hô hấp được nín lại thu liễm thần thức lén vận dụng bất tử ma công hút lấy thiên địa tinh khí duy trì nhu cầu của thân thể tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên một tên hai tên ba tên bốn tên năm tên được cô bại thiên trốn dưới đất thầm chửi rủa năm tên này công lực phi thường cao minh với công lực hiện tại của hắn ở cự ly gần như thế cũng chỉ nghe thấy tiếng động nhẹ đột nhiên lòng hắn mái động phảng phất nghe được tiếng bước chân của người thứ sáu hắn xác định rõ quả thật là thế hắn cả kinh công lực người này còn cao thâm hơn năm người trước đúng là địch thủ đáng sợ sáu người dừng lại đi đi lại lại hiển nhiên đang quan sát hiện trường hắn từng xuất hiện ở đây giọng nói trong trẻo vang lên ngoan ngoãn cũng không được độc cô bại thiên vừa nghe là nhận ra ai chính thị thủy tinh truyền nhân của thủy tinh cung trong ngũ đại thánh địa là thiên sứ khả ai đó không sai hắn từng giao thủ với người ta ở đây lại một giọng nữ tử độc cô bại thiên thầm nhủ không ổn rồi lẽ nào chính là truyền nhân của ngũ đại thánh địa cộng thêm người thứ sáu đó chẳng phải cao thủ thứ vương cấp đó ư nếu để chúng phát hiện ta khó lòng thoát chết sự thật chứng minh suy tưởng của hắn truyền nhân vương đạo của ảo thiên hiên trầm giọng trường đại chiến đáng sợ thật nếu tại hạ đoán không sai sa mạc này là kết quả trận chiến tạo ra đúng là quyết chiến kinh thiên động địa ha ha từ từ đó ngày càng lợi hại lúc trước ở vụ ẩn phong hắn còn xa mới đạt đến vương cấp cảnh giới, tuyệt đối không qua nổi mười chiêu của mỗ, không ngờ chỉ ba tháng ngắn ngủi không gặp, hắn đạt đến cảnh giới này. Độc cô bại thiên nhận ra yêu nữ bạc vũ ti, hắn nhớ ra việc bị yêu nữ đá vào mông một cước ở vụ ẩn phong, hại hắn đau đớn ba tháng liền, lầm bẩm, Mẹ nó chứ, yêu nữ cứ đợi mà xem, lo vào tay ra, người sẽ nếm mùi. Hắn lại nghe thấy giọng thương tâm nhân. Từng có bốn người quyết đấu ở đây, toàn là cao thủ. Lý Thi nói, xem ra ba cao thủ đồng thời xuất thủ đối phó hắn. Thương Tâm Nhân đáp, "Có thể ba người đó không đến cùng lúc, nhiều khả năng một người đến đại chiến với hắn, không địch nổi phải bỏ chạy rồi người thứ hai, thứ ba lục tục đến nơi giao đấu với hắn, dù thế nào, độc cô bại thiên này cũng không đơn giản, càng lúc càng lợi hại." Lý Thi nói, "Không, khẳng định ba người đồng thời đại chiến với hắn, các vị xem, một bên có một vũng máu, bên kia có ba vũng" nếu giả thiết chỗ bãi máu này là độc cô bại thiên thì bên kia vừa khớp với vị trí tốt nhất ba người liên thủ đối địch độc cô bại thiên ở dưới lòng đất nghe mà kinh hoàng không ngờ trên mặt đất để lại nhiều dấu vết như vậy sớm biết đã hủy hết đi mấy tên khốn này lúc nào mới đi mẹ nó chứ hại lão tử giật mình thon thót không đúng phải sáu người cơ sao kẻ đó không lên tiếng nhỉ cùng lúc người thứ sáu lên tiếng suýt nữa dọa cho độc cô bại thiên phải chui ra không hiểu lúc nào đối phương đến đúng vị trí trên đầu hắn Mộ tin rằng hắn cùng ba cao thủ đồng thời đại chiến, hơn nữa sau cùng còn trọng thương, ba cao thủ rút lui trước một bước, từ đống cho này cho thấy hắn ngủ qua đêm ở đây, chắc là liệu thương, vết thương của hắn tuyệt đối không nhẹ, giờ vẫn chưa khỏi, hắn đi rất vội vàng, không kịp xóa dấu vết ở hiện trường, vậy có nghĩa gì, hắn phát hiện ra chúng ta mới vội bỏ chạy. Được cô bại thiên nghe ra người thứ sáu này là truyền nhân Vân Yên các hoa Vân Phi, cũng là quái vật hắn ghét nhất, nghe giọng là sờn gai ốc, hắn không ngờ công lực đối thủ lại cao siêu như vậy, Đứng đầu sáu người, càng không chịu được là gã lại đứng trên đầu hắn, toàn thân hắn được khó chịu Mẹ nó chứ, tên quái vật này khiến ta ghét quá, chốc nữa ta sẽ gội đầu ngươi một trăm lần, tạc kháo Hắn thầm mắng, thương tâm nhân góp lời Không sai, mỗi cho rằng hắn bị trọng thương, chắc chạy không xa, chúng ta đuổi ngay tất sẽ bắt được Bọc Vũ Ti cũng nói Không sai chút nào, khẳng định hắn chạy không xa, hơn nữa không còn năng lực chiến đấu, chúng ta chia ra tìm được cô bại thiên cảm giác tiếng bước chân xa dần năm người đã đi nhưng không thấy quái vật rời đi cùng lúc đó hoa vân phi đột nhiên lên tiếng như thể đang ngầm nhầm chuột ở trong hang là an toàn nhất ôi con chuột đáng thương vào hang trốn cũng không nên để lại nhiều dấu lông thế này được cô bại thiên hồn phi phách tán khẳng định hoa vân phi đã phát hiện ra mình lông mà gã nói tới chính là mấy sợi tóc dính lại lúc hắn chìm xuống đất được cô bại thiên nảy ra xung động chỉ muốn chui lên khỏi lòng đất bị quái vật phát hiện rồi trốn tránh cũng vô dụng nhưng đúng lúc đó hoa vân phi lại nói chuột chứ việc ẩn trong hang không ai phát hiện được đâu ta sẽ thu dọn cửa hang cho người để ngươi an toàn hơn ôi con người ta luôn thiện lương quét nhà cũng không muốn thương tổn đến con kiến cặp con chuột đáng ghét này cũng không nhẫn tâm làm hại đúng là thiện lương hơn cả người xuất gia đầu cô bại thiên giận bồi phổi tên quái vật ta con mẹ hãy đợi đấy chẳng qua hắn không dám động đậy tuy quái vật yểm hộ hắn như vậy rất giống kiểu người cùng phe nhưng ai biết được trên mặt đất còn người khác hay không hắn lấy làm lạ không sai nghĩ thông vì cớ gì truyền nhân một trong ngũ đại thánh địa lại trợ giúp có phải quái vật này chống chúng hắn toàn thân hắn nổi da gà hết sức khó chịu hoa vân phi lại nói tôi ta không thích sát sinh nhưng không có nghĩa ta không ghét bọn chuột xấu xa ta giẫm rơm giẫm này gã dẫm mạnh chân vào phía trên đầu độc cô bại thiên đầu cô bại thiên quả thật muốn khóc không ra nước mắt trời ạ à, sao ta lại gặp phải loại biến thái thế này con mẹ tên quái vật tên nhân yêu ta con mẹ x vô tình hắn nắm chặt khớp huyết thần kiếm phát ra một làn sát khí hoa vân phi trên mặt đất giật mình nhanh nhẹ nhảy tránh sang một bên con chuột đáng chết còn định cắn người ta có tin ta gọi mấy con mèo mướp đến ăn sạch ngươi không chừa lóng dương nào lại không được cô bại thiên buông lòng khớp huyết thần kiếm than thầm thần ơi ma ơi mau đuổi tên khốn biến thái này đi ta không chịu được nữa rồi hoa vân phi nói ta nghe nói nửa ngày nữa sẽ có mười mấy vương cấp cao thủ đến thảo nguyên này hình như sẽ ở lại mấy ngày để phòng một tên khốn chạy sang phía tây đầu cô bại thiên rúng động không ngờ yêu quái lại cho hắn biết sự tình cơ mật thế này tiếng bước chân xa dần hắn vẫn ẩn thân dưới đất nửa ngày sau mấy chục cao thủ đến rồi đi không ngừng tìm kiếm trên thảo nguyên đầu cô bại thiên ở dưới lòng đất ngầm vận chuyển bất tử ma công chiến thiên quyết kinh thiên quyết chân khí trong cơ thể liên miên, thân thể thụ thương qua nửa ngày điều tức liền triệt để khôi phục như trước. Lại qua một lúc lâu, hắn ước lượng rằng đã đến đêm, lén tung thần thức ra, cẩn thận dò xét tình huống, quanh đó yên tĩnh, không hề có khí tức cao thủ, thỉnh thoảng vang lên tiếng thú gào. Hắn vận chuyển chân khí trong thể nội, thoát khỏi trói buộc của lớp đất, hắn hít sâu một hơi không khí trong lành, đồng thời vận chân khí, thổi sạch cát bụi trên người. Bọn khốn đó sao lại ngăn ta đi về phía tây nhỉ? lẽ nào đi về phái đó ta sẽ tự do lão tử cứ thử đi xem sao có gì cổ quái chăng hắn sử dụng thần hư bộ như giải khỏi nhẹ lướt đi trên thảo nguyên một đống lửa ngoài xa đập vào mắt hỏa quang nhấp nháy ẩn hiện bóng người thủy tinh lý thi thương tâm nhân vương đảo bọc vũ ti còn cả quái vật con mẹ x phá này mạnh thật hắn đi vòng ra xa tiếp tục tiến về hướng tây thoáng sau lại một đống lửa hiện lên trong mắt trong mắt hắn co lại bên đống lửa là ba người che mặt áo đen cũng là ba sát thủ cùng hắn đại chiến lúc trước hắn vẫn ôm mối nghi hoặc với ba người này ánh mắt họ lúc rời đi hiện lên trong ốc thoáng hiện nụ cười vì sao nhỉ lẽ nào họ không giết ta ba tên khốn không muốn giết ta thì còn liều mạng với lão tử làm gì nhỉ hắn nhìn ba sát thủ rồi trầm tư một lúc sau nhìn họ lần cuối đoạn quanh người bước đi hắn đi về phía tây một ngày một đêm đến vùng sâu của thảo nguyên nơi này hiếm thấy bóng người Đất đai tuy rộng lớn nhưng hiếm có ai khai khẩn, ngoại trừ vài ba hộ nông gia. Nếu tiếp tục đi về phía tây đại thảo nguyên đại thảo nguyên, khung cảnh sẽ càng cả hoang vắng, đi càng ngăn dạo có khi không gặp ai. Gió thu lạnh lùng thổi đống lửa cạnh độc cô bại thiên lập lòe, hắn nằm ngửa nhìn trời, ngây ngô xuất thần. Tinh không vô biên lấp lánh ngàn sao, vũ trụ vĩnh hằng vô tận, so với thiên địa mênh mang thì xã hội con người thật nhỏ bé làm sao. Vinh nhục của một người có là gì, đời người trăm năm qua nhanh, chỉ là một chấm phá trong dòng lịch sử vô tận, thậm chí không bằng một ta bụi. Hú! Tiếng sói chu đánh thắc hắn. Đống lửa cạnh hắn đã tắt ngóm, đôi mắt xanh lét nhìn hắn từ trong bóng tối, mười mấy con ác lang hung mãnh vây chặt bốn bề. Công lực hiện tại của hắn đủ để so sánh với vương cấp cao thủ, đương nhiên hắn không để tâm đến mấy con ác lang. Hắn cầm khắp huyết thần kiếm nhanh chóng đứng dậy, kiếm quang đỏ tía vút ra. Gư! Mấy tiếng hú thê thảm vang lên, máu bắn tứ tán, ba con sói gục xuống vũng máu, số sói còn lại hú lên thê thiết. Ta khinh, gào con mẹ các người ấy, phiền chết đi được. Độc cô bại thiên lại vung khắp huyết thần kiếm, mấy con sói lao tới lại gục xuống. Mẹ ngươi chứ, mấy con súc sinh cũng định học theo bọn khốn, định bắt nạt lão tử hà? Nháy mắt sao, bởi mấy con ác lang biến thành xác chết hết lượt. Không ổn, mấy tên vương cấp cao thủ chó má đó nhất định nghe thấy rồi, bọn sói đáng chết hắn vừa rủa vừa chạy về phía tây vừa chạy một lát hắn cảm giác có điều khác lạ mùi máu tanh xộc vào mũi hắn dừng lại đứng tại chỗ cẩn thận dưới vị đột nhiên đế cấp thần thức của hắn nắm bắt được khí tức nguy hiểm mùi máu tanh đến từ phía trước mặt hắn cầm khắp huyết thần kiếm nhìn về phía trước mặt tối tăm cảm giác mặt đất chuyển động một đám mây đen ập tới nhanh chóng hung quang xanh lét nhìn hắn chằm chằm hỏng rồi hắn quay người bỏ chạy con bà nói chứ lão tử đúng là mệnh khổ người thiên hạ truy sát đã đành mấy con sói ngu xuẩn các người thích nhiệt náo cái gì hả đàn sói thảo nguyên cũng định truy sát lão tử đúng là nhà được gặp mơ rào hú u u u tiếng sói chu vang vang khiến người ta sởn gai ốc đàn sói ngập đất vô số con hung lang từ bốn phương tám hướng ập tới có thể dùng từ ngút trời để hình dung hắn sử dụng thần hư bộ vận chuyển môn tuyệt thế kinh công này đến cực hạn bỏ đàn sói lại xa lắc phía sau nhưng phía trước và bên sườn liên tục có mấy con ác lang nghe tiếng lao tới hú độc cô bại thiên giật mình cũng hú lên như tiếng sói một con sói xám từ bên sườn bổ tới chụp sát mình hắn ta khinh làm ra ra ngươi suýt chết khiếp hắn thở phào chạy cũng không phải cách sau cùng vãn không thoát được hắn thấy đàn soi sau lưng mỗi lúc một đông bất giác nhíu mày hắc hắc có cách rồi xua sói đuổi hổ khốn kiếp sẽ tự đấu nhau hắc hắc hắn chạy ngược lại từ xa nhìn lại đàn sói đông đặc đuổi theo một bóng người lao nhanh trên thảo nguyên độc cô bại thiên tuy bị đàn sói truy đuổi nhưng vẫn không át được niềm vui hắc hắc lũ khốn ác báo đến này hắn thấy ngoài xa có mấy đống lửa lập lòe xem ra không ít kẻ truy sát ta hắn nhanh chóng lao về phía ánh lửa lần này có không ít cao thủ đến truy sát hắn mãi lúc trời tối mới dựng trại nghỉ chân hiển nhiên họ cũng phát hiện động tĩnh trên thảo nguyên thi nhau đứng dậy quan sát độc cô bại thiên bỏ đàn sói lại phía sau đến đó trước một bước mấy tên khốn chính đạo, nghe cho rõ đây, mau ra chịu chết, lão tử đến báo thù. Mấy chục người nhanh chóng lao ra, đều là người quen cũ, không là cao thủ thứ vương cấp cũng là vương cấp cao thủ, thực lực hùng hậu ghen người, ai nấy nhìn hắn chằm chằm, sát khí lan tràn. Hoa Vân Phi bước ra, lớn tiếng nói. Đồ cô bại thiên, ngươi không cần mạng nữa, muốn đến tìm chết hả? Ta khinh, tên yêu quái, lão tử hiện giờ công lực đại thành, đến thu thập các ngươi sau cùng hắn cũng tìm được cơ hội mắng tên nhân yêu khiến hắn khó chịu cả nửa ngày nay, đồng thời cũng muốn kéo dài thời gian, để đàn sói bao vây họ. Lẽ nào ngươi tìm được ma vực? Giọng Hoa Vân Phi run lên. Không sai. Độc cô bại thiên tuy không hiểu ma vực là gì nhưng ra vẻ ngạo nghễ, Tất thảy được cả kinh thất xác. Cùng lúc có người hô lên. Không ổn, đàn sói, cả hơn vạn con ác lăng, vô số điểm lục quang trên thảo nguyên nhìn chúng nhân trầm trầm, mùi mau tanh nồng lan khắp toàn trường. Hú, u u u đàn sói chu lên liên tục, thoáng sao cả thảo nguyên lồng lộng tiếng chu. Chúng nhân đều là cao thủ, cường giả không phải thứ vương cấp cũng là vương cấp, nhưng đối diện với ngàn vạn ác lang đều phải biến sắc. Mười mấy cường giả này đi đến đâu trong võ lâm cũng đủ tư cách xưng thực lực hùng hậu, cơ hồ quét sạch mọi thứ, đối diện với đàn sói đen đặc, họ cũng chỉ còn cách dùng đến thượng sách trong 36 kế. Chạy, không hiểu ai hô lên đầu tiên. Đồ cô bại thiên, tên vương bắt đàn, ta con mẹ nó. Rồi cắm đầu chạy, chúng nhân túa đi như đàn ong, lao về phía chưa bị đàn sói vây phủ, vận chuyển công pháp kinh thân đến cực hạn. Độc cô bại thiên từ lúc đến đây đã ngầm vận chuyển bất tử ma công và thâu thiên đoạt nhật, hút lấy thiên địa tinh khí, từng điểm từng điểm nguyệt hoa bị hắn tụ tập lại, năng lượng dâng tràn khiến hắn cảm giác bản thân sắp nổ tung. Nhận ra người đầu tiên hành động, hắn vội sử dụng thần hư bộ, như tia sáng vút đi, thoáng sau đã chặn trước mặt kẻ đó. Đó là một cao thủ thứ vương cấp, giật mình khi thấy hắn xuất hiện tượng quỷ mị, liên tục lùi mười mấy bước, mình gã không dám đấu với cổn nhân đáng sợ như hắn. Người điên rồi, ngăn cản ta làm gì? Đàn sói, sói, gã nóng lòng gào lên, vừa nhìn gương mặt đầy hoảng sợ là biết gã chưa từng trải qua trận đại chiến nào. Đám đông phía sau đã chạy tới, đồng thời đàn sói cũng gầm rú, áp sát từng tóc một. Một phương cấp cao thủ tóc mối tiêu nói. Đồ cô bại thiên, mau tránh ra, ân oán của chúng ta tạm dẹp sang một bên. Những cao thủ khác cũng thì nhào bạt đao tốt kiếm, lao vút tới, trong thời khắc sinh tử này mỗi người đều muốn thoát khỏi đàn sói càng sớm càng tốt độc cô bại thiên cười lạnh ta bị người ta truy sát chưa từng thấy các vị nâng cao quý thủ giờ tính mệnh các vị bị uy hiếp liền bảo lão tử bỏ qua ân oán tránh sang một bên hà hừ hắc hắc hắn giờ khắp huyết thần kiếm kiếm thân hứng chịu thiên địa tinh khí vô tận liền phát ra quang mang chói lòa hai cao thủ thư vương gấp nói tiền bối còn nói chuyện thừa thãi đó làm gì hắn đếm tìm chết chẳng phải càng tốt ư chúng ta thuận tiện trừ khử ma đầu này luôn. Hai người vung trường kiếm chém độc cô bại thiên, hai đạo tiên thiên kiếm khí xé không khí sạt tới. Độc cô bại thiên nhanh nhẹn chém ra một kiếm, quang kiếm đỏ tiếng khổng lồ vút ra. Hai cao thủ thứ vương cấp vội vàng chém ra một kiếm làm sao có thể sánh với một đòn hắn tích tụ thiên địa tinh khí từ lâu. Thoáng sau, quang kiếm chấn tan tiên thiên kiếm khí, uy thế không giảm mà vẫn hung mãnh bổ tới. Mọi cao thủ đều cả kinh, vội đánh tan quang kiếm. Hai cao thủ thứ vương cấp nhợt nhạt mặt mày, đàn sói ập tới chúng cao thủ vừa dùng kiếm ngăn cản vừa lao vào độc cô bại thiên phía sau lưng hắn là chỗ đàn sói thưa thớt nhất khắp huyết thần kiếm trong tay hắn lại sáng chói toàn bộ thiên địa tinh khí dâng tràn thân kiếm thanh kiếm chứa đầy sức mạnh rít lên ong ong phảng phất đang khát thèm máu nóng chiến thiên diệt thế chảm hắn gầm vang ác lang từ phía sau lưng hắn xông tới đều giữ lại vì hoảng sợ mấy cao thủ trước mặt lại cảm giác được khí tức nguy hiểm vội vàng lui lại quang kiếm đỏ tía vút lên quang mang chiếu sáng trời đêm nhát kiếm kinh thế ẩn chứa thiên địa tinh khí vô tận phát ra tiếng nổ chấn động màng tai phảng phất xét từ chín tầng trời giáng xuống chúng cao thủ không thể lùi lại nữa vội quét sạch toán ác lăng lao tới rồi vung ra một kiếm thiên địa tinh khí hùng hậu hóa thành tiên thiên kiếm khí va chạm với kiếm khí do chúng cao thủ phát ra trong lớp cấp gáp âm uhm. khói bụi mù mịt cát vàng ngập trời tình cảnh độc cô bại thiên đối quyết với ba sát thủ che mà tái hiện có điều ba sát thủ được đổi thành cao thủ khác trong phạm vi mấy chục trượng mờ mịt khói bụi mùi máu tanh nồng khiến người ta muốn thổ ra. Lần này độc cô bại thiên giữ lại một phần sức mạnh, ngay sát na hai làn kiếm khí va nhau, hắn sử dụng thần hư bộ, nhanh chóng thoát khỏi lỗ hổng giữa đàn sói. Khói bụi tan đi, quanh đó đều hóa thành sa mạc, ác làng lọt vào vòng áp lực đều tan xương, mấy cao thủ phải đón đỡ nhất kiếm đều trắng nhợt mặt mày. Vô số thây sói ngả ra ngoài rìa sa mạc, mùi máu nồng nặc bốc lên. Có người gào lên. Chẳng lẽ hắn thật sự đến ma vực? Thời gian không cho phép họ cả nghĩ, hố, uh, u. Uh. Đàn sói phía ngoài bị kích nộ, mũi máu càng kích thích hung tính của chúng, vô số hung năng lao bổ vào toán cao thủ bị vây khốn trong trường. Lập tức mấy chục làn tiên thiên kiếm khí giấy lên, kiếm khí tung hoành, máu văng tung tóe, thây sói liên tục ngả rạp, tiếng chu vang hừng. Được cô bại thiên ẩn mình ngoài xa đàn sói, nhìn trận chiến thảm liệt mà như mày, hắn không quan tâm đến sống chết của ai, nếu Thủy Tinh và Lý Thi mất mạng thì hắn không khỏi hổ thẹn, khi thiên hạ quần hùng đều muốn chu sát hắn họ vẫn chưa lối thoát, khiến hắn cảm động khôn tả, nhưng hắn biết họ vẫn đứng về phía chính đạo, sẽ có ngày quyết đấu sinh tử với hắn. Hắn nhìn vào trong trường, bất giác bật cười, mấy cao thủ thứ vương cấp liều mạng chặn trước mặt họ, cạnh mấy nữ tử trẻ tuổi cũng có cao thủ thanh niên bảo vệ. Hắn không dám thở than, mị lực của mấy nữ tử quả thật vô biên, trong tình huống này còn người muốn là hộ hoa sứ giả, chẳng qua hắn tin rằng không lâu nữa, những thanh niên đó sẽ thay đổi cách nghĩ, khi phát hiện lực khí sắp cạn, tất sẽ quay sang giữ gìn để thoát thân với công lực của bọn chúng, tuyệt đại đa số sau cùng sẽ thoát, nhưng muốn an lành e rằng không dễ. Có mấy tên ngu xuẩn này bảo vệ Thủy Tinh và Lý Thi, họ tất không phí bao nhiêu công lực, sẽ không nguy hiểm gì đâu. Mấy con sói ở ngoại vi nhận ra hắn, liền lao tới, hắn vội vàng sử dụng thần hư bộ bỏ chạy, thoáng sau đã vô ảnh vô tung. Đến chỗ an toàn, hắn liền cười điên cuồng. Ha ha, đúng là ác nhân sẽ gặp báo ứng, chiến đấu với đàn súc sinh, ha ha. Ồ, oh, không được, giờ là tiết thu nơi nào cũng có cỏ khô bọn khốn đó đốt lên tất đàn sói sẽ chạy hết ôi chúng đúng là tốt số bất quá hiện giờ chúng đang say máu nhất thời không thể nghĩ ra cách này lão tử phải lợi dụng thời gian này khôi phục công lực hắn liền đà tọa điều tức khôi phục công lực bản thân may mà lần này ai cũng vội vàng dùng kiếm không ngạnh tiếp công lực bằng không hắn đã trọng thương sau chín vòng điều tức công lực của hắn khôi phục hoàn toàn hắn lén quay lại chỗ đàn sói đứng xa quan sát hỏa quang sung thiên đàn sói chạy tứ tán trong khói lửa còn nồng mùi máu tanh. Đàn sói bị đuổi hết, mười mấy bóng người liêu siêu bước ra từ hòa quang, ai nấy toàn thân đầy máu, không hiểu là máu bản thân hay máu sói dính vào. Mẹ nó chứ, bọn khốn này không ai làm sao, mạng lớn thật. Bọc vũ ti dít lên. Ta cầm tên độc cô bại thiên đến chết được, tương lai bắt được phải trẻ làm tám, nhiều máu sói thế này, ghê quá, mẹ. Thị công người nôn thốc nôn tháo. Mẹ nó chứ, định giết lão tử thì lão tử phải tính cách bắt ngươi lại có giọng trói tai rít lên con mẹ độc cô bại thiên lòng lang dạ sói vong ân phụ nghĩa con mẹ nó con chuột đáng chết biết vậy dẫm chết ngươi rồi con mẹ nó nam từ đó thân thể cao lớn chính là yêu quái đối với độc cô bại thiên hắn đứng trong bóng tối lầm bầm tên nhân yêu này mắng độc địa thật sao đàn sói không biến người thành nhân yêu thật nhỉ thương tâm nhân lên tiếng hoa huynh nói độc cô bại thiên vong ân phụ nghĩa Quynh có ơn gì với hắn cút thương tâm nhân người cứ việc thương mẹ ngươi đi ba nãy lúc đối phó với đàn sói dao không thấy người hỏi chỉ biết chạy quanh thủy tinh và lý thi không tên nào đến giúp ta còn cả ngươi 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 mấy tên khốn kiếp không ai đến giúp ta bọn xác lang chỉ biết lấy lòng mỹ nhân lụ khốn hoa vân phi như một mụ già lắm mồm móng mỏ toán cao thủ thứ vương cấp trẻ tuổi họ đều phi thường kỵ húy gã không ai dám cãi vương cấp cao thủ tiền bối giả đó không nghe thấy gì Độc cô bại thiên từ xa nhìn gã nhân yêu, liên mắng thầm. Tên này đúng là cực phẩm của nam nhân khiến người ta sởn gai ốc, đầu thai nhầm rồi, không phải người có cục hầu, tất lão tử cho người là nữ nhân mất, nửa đời sau này cứ làm nữ nhân đi. Độc cô bại thiên, con rùa đen vương mắt đàn, ta con mẹ nó. Tên nhân yêu biến thái, đợi đấy, độc cô bại thiên từ từ lần vào bóng tối. Chúng ngăn ta đi về hướng Tây, có phải sợ ta đến được ma vực, là nơi thế nào nhỉ?